Ngày 14 tháng 8, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển. Thí sinh theo dõi kết quả trên trang thông tin điện tử của trường hoặc truy cập vào trang đăng ký xét tuyển bằng mã số đã được cấp. Nếu trúng tuyển chậm nhất ngày 19 tháng 8, thí sinh phải gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả về trường. Sau hạn này, thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả, có nghĩa là không có nguyện vọng vào học tại trường trúng tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử và hai số điện thoại hỗ trợ thí sinh trong thời gian xét tuyển. Hỗ trợ tuyển sinh 2016@moes.gov.vn và hai số điện thoại 0436230816 và 0436231138. Hai số điện thoại này bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 8. Cho phép các xe lưu thông theo biển số chặn.